Từng học môn bóng đá, Lưu Nhật Nam, sinh viên ngành ngôn ngữ Anh, trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn Thành phố Hồ Chí Minh, chỉ được tập hai kỹ năng chính là dẫn bóng và đá bóng vào khung thành. Theo Nam, chương trình học giống như cưỡi ngựa xem hoa, với nam sinh viên biết đá bóng trước đó như Bùi Lê Hoàng Nguyên, sinh viên ngành công nghệ ô tô, trường Đại học Giao thông Vận tải Thành phố Hồ Chí Minh, những kỹ năng cơ bản như sút, chuyền, tâng bóng, khiến anh đôi khi mất hướng học giáo dục thể chất. Hoạt động giáo dục thể chất chủ yếu giúp sinh viên vận động ngoài giờ học chuyên ngành. Còn Hồ Phương Trúc, sinh viên chuyên ngành Marketing, Đại học Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh, học bóng bàn tại trường chưa đầy 2 tháng, một buổi, tuần, nên khó luyện tập thuần thục. Ngoài ra, theo Nguyễn Phạm Duy, sinh viên năm 4, trường Đại học Luật Đại học Quốc gia Hà Nội, giảng viên giáo dục thể chất thường tạo điều kiện để sinh viên hoàn thành học phần nên không yêu cầu khắt khe, vì vậy không ít bạn mang tâm lý học cho xong. Ở góc độ giảng viên, thạc sĩ Phùng Anh Quân, giám đốc trung tâm giáo dục thể chất quốc phòng trường Đại học Duy Tân, cho rằng kỹ năng các môn ở mức cơ bản để sinh viên học cho biết, thực tế khó chuyên sâu vì không đủ thời gian đào tạo. Hơn nữa, theo ông Quân, hoạt động giáo dục thể chất chủ yếu giúp sinh viên thư giãn sau giờ học chuyên ngành nên không đặt nặng vấn đề điểm số hay chuyên môn. Tuy vậy, hàng năm, trung tâm vẫn tiến hành tuyển chọn sinh viên có năng khiếu để bồi dưỡng thêm. Ngược lại, học phần giáo dục thể chất sẽ đòi hỏi nhiều hơn đối với sinh viên chuyên ngành này như Mai Nhật Trường, năm 1, trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh. Hiện tại, trường tham gia 3 môn với cường độ luyện tập cao, điền kinh, bóng rổ và thể dục, đội hình đội ngũ. Nhìn chung, học phần giáo dục thể chất gồm môn bắt buộc lẫn tự chọn. Tại trường Đại học Duy Tân, sinh viên năm 1 sẽ tham gia học phần bắt buộc gồm thể dục và điền kinh, sinh viên năm 2 chọn bóng đá, bóng chuyền hay cầu lông. Trong khi đó, Đại học Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh không có môn bắt buộc mà chỉ có 9 môn tự chọn. Tuy nhiên, việc đăng ký tín chỉ môn tự chọn cũng xảy ra chuyện giờ khóc giờ cười. Nguyễn Duy Tân, sinh viên ngành quan hệ công chúng truyền thông, trường Đại học Văn Lang, từng gặp tình trạng nghẽn trang đăng ký học phần. Tới khi truy cập được, môn bóng rổ Tân dự định chọn đã hết slot, chỗ, vì lớp giới hạn số lượng sinh viên. Tôi thấy bất cập khi không được học môn mình mong chờ nhất, Tân chia sẻ. Đôi khi, môn học nhanh hết slot là bởi yếu tố bao đậu hoặc không cần vận động ngoài trời. Ví dụ, cờ vua là một trong những môn như vậy tại trường của Tân nên nhiều sinh viên đã chọn học với hy vọng qua môn. Hay Tô Nguyễn Minh Khoa, sinh viên ngành kỹ thuật phần mềm, trường Đại học Sài Gòn, nhận thấy các sinh viên nữ thường chọn môn nhẹ nhàng như bóng bàn để phù hợp với thể lực. Sinh viên trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn Thành phố Hồ Chí Minh chơi bóng chuyền thể thao EICPGSTS Nguyễn Quang Sơn, giám đốc trung tâm giáo dục thể chất Đại học Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh, chia sẻ, sinh viên bây giờ ngại nắng nên có xu hướng chọn những môn trong nhà thay vì vận động ngoài trời. Trên Facebook, những bài đánh giá môn tự chọn của học phần giáo dục thể chất luôn được sinh viên quan tâm. Chẳng hạn, tài khoản IG, cựu sinh viên khối Đại học Quốc gia Hà Nội, từng chia sẻ, khỏi nói về độ hot của võ vì môn này hết slot từ những giây đầu tiên với xác suất qua môn là 99%. Sinh viên cũng thường xem đánh giá về giảng viên trước khi đăng ký, khiến một số lớp có giảng viên hot nhanh hết slot.